con gà mai nó gây lê tê lê sang rồi ai ơi gà mai nó gây lê tê lê sang rồi ai ơi nắng sang lên rồi dậy lên nương đã sang rồi ai ơi rừng và nương ôi sao quái lạ nhỉ miếng nào chặt trong bên này cũng bỏ vào bên này và bên này không theo bên này thì cũng chó mèo nhà thì không nuôi con nào rồi ơi đi ra đây đi ra đây ngay Đau mà phải ăn cắp thịt ừ, tại cô ấy bao nhiêu năm cho người ta nhịn thèm bỏ xử rồi nhìn lại cái mặt đi nhá thừa thịt như thế này rồi mà lúc nào cũng thèm thịt chồng mình bao lâu rồi chưa tắm đấy <laughs> ai lại hỏi cái tế nhị thế thầm lưng thầm lấy một góc trời lên thôi cơm mấy hôm nữa tôi vào công ty ừ. tôi mặc áo sơ mi rồi là com lê củ sách xịt nước hoa thơm lừng ấy lúc đấy có mà chạy dài lúc đấy thì hãng hay nhá trông này ăn mặc này rồi ôi ăn mặc cái kiểu gì đây đi xem người có giống con gấu chó không còn chưa kể cái, cái 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 xì tai cái tóc này như là cái tóc của cái bọn ối giời ơi nhá thôi mình mình ơi tôi bảo này mấy hôm nữa tôi đi làm tôi có nhiều tiền tôi mua xe xịn tôi dẫn mình đi shopping đi siêu thị rồi cả nhà mình cùng đi công viên Ghê. <laughs> à, anh đức đến rồi à cúng chưa, cúng chưa cúng chưa cúng gì nhà có dỗ thì phải cúng chung gì nữa cúng cúng ai cúng bố vợ ông à. làm gì có dỗ ai mà thắp hướng không có dỗ thì gọi tôi sang làm gì? thế ai gọi em gọi ừ mấy hôm em bận quá anh quên chưa nói với mình em mời anh đức sang đây là để liên hoan cái chuyện mà mình được làm nhân viên công ty ấy mình ừ <laughs> anh đức anh đức anh xin ấy à bạn anh nó không quen ăn đùi đùi là bạn anh ở máu nhiễm mỡ cho nên là không ăn được này này, ai bảo ông ấy tôi máu nhiễm mỡ đấy Ý, ừ, bạn anh nó hay ngại đấy mà <laughs> dạ dạ à thế anh ăn miếng cánh đi ạ ờ ừ, anh xin à, ấy bạn anh nó cũng ăn được cánh em ạ bạn anh nó bị viêm cánh nặng hơn cả anh đấy ai bảo ông ở tôi viêm cánh hả ừ, ông không phải xấu hổ đây này đây, đây, đây là cái món mà bạn anh nó thích đấy ông ăn đầu đi cái ai bảo ông ở tôi thích đầu ờ à, bởi vì là ông máu lên não trọng ông ăn đầu thì máu lên não nó mới nhanh này này thôi nhá tôi nói cho ông biết nhá hôm nay tôi được sang đây để mời ăn cơm nhá mà từ nãy giờ là chưa được cái miếng nào vào mồm nhá tôi đi về đấy ơ anh 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 ơi anh thông cảm ạ anh cứ bình tĩnh anh ngồi xuống đã ạ thôi tôi đùa đấy mà tôi phàm phu tử quen đùa nó quen Thôi, ngồi 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 đây tôi mời ông dỗi ngoằn anh ơi anh bỏ qua cho chồng em với ạ thật ra hôm nay cái việc ăn uống nó cũng chỉ là phụ thôi ạ. À. Còn việc chính là vợ chồng em muốn nhờ anh tư vấn giúp. Chồng em từ xưa đến nay cứ lông bông lang bang mãi, bây giờ mới được một công ty người ta nhận đi làm chính thức cho nên là cũng muốn anh giúp đỡ chứ không chồng em đi làm vài ba hôm người ta lại đuổi việc thì cũng khổ ạ. À. <laughs> tức là việc chính là hôm nay là nhờ sang để tư vấn đúng không? Ờ, dạ, tôi lo quá ông giúp tôi tí. Mà cái ngữ ông thì tôi không hiểu là công ty nào người ta nhận nhỉ? Trước đây tôi có lông bông lang bang thật. Dạo gần đây là được học nghề, đào tạo bài bản hẳn rồi. À tôi được học nghề rồi đấy Ờ. À. Thế được ký hợp đồng chính thức chưa? À, có. mùng Một tháng 1 năm 2020 là đi làm chính thức luôn. À. Ừ. Thế công ty người ta có đóng bảo hiểm xã hội cho không? Ờ, bảo hiểm xã hội có đóng không? Người ta có đóng anh ạ. À. Trong hợp đồng ghi rõ lắm ạ. À. À? Dạ. Ờ, ừ, thế thì yên tâm rồi. À. Tôi nói cho ông biết nhé. À, ừ. Bây giờ mình đi làm ấy là phải có bảo hiểm xã hội nó yên tâm. À, à, Hiểu không? À, à. Nhưng sau này nhớ mình nghỉ hưu già yếu rồi không có sức lao động thì phải có cái để mà trông chờ và thế, thế ông có nhớ là công ty người ta đóng bảo hiểm xã hội theo cái mức lương như thế nào không? Nhớ chứ. Mức ừ. lương là à. bao nhiêu mình? người ơi ăn hại chưa? Dạ. dạ anh ơi. Ừ. À, công ty họ đóng bảo hiểm cho là 4.420.000đ anh ạ. 4 triệu 420 000 Đây. Đây ạ. Đây đây đây. Đồng để đây người à? ta ghi đầy đủ rõ ràng à, lắm đấy. xem nào. Sai 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 sai. Chết Ô. giờ. Sai rồi. Công ty người ta đóng bảo hiểm xã hội như thế này là là sai quy định rồi. À, ừ. nhưng mà chưa đúng ở điểm nào ạ? Căn cứ theo cái quy định 595 bảo hiểm xã hội ấy, thì cái mức lương tháng để đóng bảo hiểm xã hội không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Ờ à, mức lương tối thiểu vùng nó là cái gì ạ? Nghe lạ quá ạ. Tôi chịu không hiểu. Không hiểu à? Thôi đây. Đây 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 ông làm luôn cái đầu này cho nó máu lên não rồi tôi phải giải thích cho nhá <laughs> nghe nhé bây giờ ví dụ như thế này à, giống như ngày xưa hồi đi thi đại học ấy bao giờ người ta cũng có cái gọi là điểm điểm cộng ưu tiên điểm cộng ưu tiên cho nó khu vực vùng miền ấy. ví dụ như là, là thành thị như thế nào và nông thôn là như thế nào ở thành phố người ta gọi là vùng 1 thì mức lương tối thiểu để đóng bảo hiểm xã hội đó là 4 triệu 420 nghìn Ủa. Vùng 2 là 3 triệu 920 nghìn Vùng 3 là 3 triệu 430 nghìn Và vùng 4 là 3 triệu 170 nghìn Ô, hết cả mồm Mình có hiểu không? Nào ai đã được ăn đầu gà đâu mà máu lên não được Ông ơi, tôi không hiểu gì hết ạ Thế tôi nói xà xã xà xã từ nãy giờ mà không vào đầu được ừ. Ô, Ông nói lại chậm hơn hộ tôi tí Tôi tua lại nhá à, 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 Cố mà nghe nhá à, à. à, à đây, có giáo cụ trực quan luôn này Ừ hay quá <laughs> Ví dụ Đây là thành phố Gọi là vùng 1 Vùng 1 Đó Thì mức lương tối thiểu để đóng bảo hiểm xã hội ấy Đó là 4 triệu 420 nghìn Vùng 2 Thì nó là 3 triệu 920 nghìn Vùng 3 Nó là 3 triệu 430 nghìn Và đây là vùng 4 Ba triệu không trăm bảy mươi nghìn à... Này à, cái gì? Bốn gì ở đây hả? À, khổ, khổ. Tôi, tôi, tôi đang ví dụ thế Ví dụ thì cứ sán sán vào đây Về trực quan nó thế này. Nghe cũng dễ hiểu Ừ dễ hiểu à. Ví dụ như chồng em ở vùng 1 chẳng hạn đi Thì công ty người ta nộp bảo hiểm theo mức lương một tháng là 4 triệu bốn trăm nghìn là đúng mà Ờ ừ, thì đúng là như thế Nhưng mà đấy là cái mức lương tối thiểu Dành cho những người làm công việc đơn giản Không cần phải đào tạo nghề Em hiểu không? Ừ. Còn như chồng em này đã được học nghề và đào tạo nghề bài bản rồi Thì cái mức lương tối thiểu nó phải tăng thêm 7% So với những người không cần đào tạo bài bản Thì là cụ thể trường hợp của tôi là như thế nào? Cụ thể trong trường hợp của ông ấy Đó là công ty của ông phải trả lương và đóng bảo hiểm xã hội cho ông Cao hơn ít nhất là 7% So với mức lương tối thiểu vùng 1 Đây này, để tôi tính nha Đây 4.729.400 đồng anh ơi ừ. thế giả sử bây giờ vợ chồng em mà tự nhiên trúng số việt lốt một cái vài trăm tỷ đi ừ. bọn em muốn đóng bảo hiểm theo mức lương hàng tháng là vài tỷ để sau này ra hưởng lương hưu cho cao cho hời thì có được không ạ anh ôi trời ơi làm sao mà được em <laughs> đã, đã rốt còn hay hỏi nếu yeah. mà mình đã trúng việt lốt ấy thì mình đi xử du lịch cho nó sướng việc gì phải đóng bảo hiểm thế nghe thế giả sử chưa dạ, giả bây giờ xử không được đâu em ạ à. Bởi vì theo quy định tại khoản 3 điều 89 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 ấy thì nếu mà tiền lương tháng cao hơn gấp 20 lần tiền lương cơ sở thì cái mức lương tháng để đóng bảo hiểm xã hội cũng chỉ được cao gấp 20 lần so với mức lương cơ sở thôi. Ờ thì cái trường hợp cụ thể của tôi là như nào? Với mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000. Thế thì cái mức lương tháng để mà đóng bảo hiểm xã hội này, bảo hiểm y tế cũng chỉ được gấp tối đa đó là 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 là, là 29.800.000 đồng. Ừ. Thì tôi nghe nói là còn đóng cái bảo hiểm thất nghiệp như nào nào nhỉ à, à, à. Nói về cái vấn đề bảo hiểm thất nghiệp ấy Chỉ được đóng tối đa là gấp 20 lần so với mức lương tối thiểu vùng à. Cụ thể đó là 88 triệu 400 nghìn à. Nhá. Chứ, chứ, chứ không phải là được đóng vài tỷ như là vợ chồng ông ông muốn đâu ừ, Thấy chưa? <laughs> cái, cái quyền lợi ngay trước mắt mình thì không hỏi Toàn hỏi cái xa xôi, bớt vẩn ừ. Thôi đưa đây để tôi đi ơi anh đi đâu? Tôi lên công ty tôi hỏi quyền lợi rõ ràng không có ú ớ thế này được Ờ À không được. Để tôi không an tâm khi mà để vợ tôi ở nhà với ông. Vợ đi cùng anh lên công ty. Thế còn khách? khách, một mình nó một mâm Thôi thôi, tôi bảo này, gớm. Bây giờ giờ ăn giờ uống rồi thì cũng ngồi ăn uống cho nó tử tế đi. Ờ. Người ăn uống xong rồi tôi sẽ cùng vợ chồng ông lên công ty hỏi cho ra nhẹ, được chưa? Ờ thế tốt quá. Chúc mừng ăn 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 chúc mừng năm mới.